vô được, hấn cũng được, khi nóng nó em từ nhé. Mời cô Kiều quay số, giữa cái tay em quay chứ, em cứ quay đều, dừng chưa, rồi quay tiếp, quay em quay đều tay, quay đều tay, xích sang dậy, quay chậm, quay thứ bảy đứng một em, bạn nhỏ đây cầm để học sinh nó cầm số bảy đứng đó, thằng số bảy chút đứng kia chứ hả, nha, bỏ vào lòng tiếp tục, em quay đều, quay tay đều, quay dài cũng được, làm kiểu hả. Rồi bây giờ tới hàng chục lần quay, hàng chục bắt đầu, ra rồi, em cứ quay đều tay đến dân này, quay lại giải nhất hàng đơn vị, trúng em trúng, trúng cái này, trúng cái này, rồi bắt đầu. Rất ra rồi. Và số 4. Rồi số 4. Từ từ. Nhưng mà em bắt đầu đấy. Và hàng chục của giải đặc biệt. Xin phép bắt đầu. Quay đều. Và hàng đơn vị của giải đặc biệt là số 0. Từ từ. Rồi lấy số 0 cho một bạn nữ cầm. Lấy số 0, thầy tỉnh phải công nhận đây số 0 không? À, số 0. À, chúng ta bỏ vào. Rồi. Cao lên con. Cao mở tay tạo lên. Chỗ đây lui lui chút con, lui chút. Giờ chúng ta quay hàng hai chục. Ai có con số? Con số 94. Ai có con số 94 là người đã trúng giải 94, trúng giải nhất. Rồi, thầy công bố lại giải nhất. Tất cả vé số có hai số cuối là 94. Được chưa? Giữ đó từ từ, biết đâu trúng đặc biệt nữa. Biết đâu trúng đặc biệt, rồi thầy bỏ vô. Đều tay. Rồi, ra rồi. Và thầy tính số 4. Số 4. Hàng chục của giải đặc biệt số 4. 40 rồi đó. Rồi. À, xin phép bỏ lại lòng. Rất hồi hộp. Lui ra. Rồi, hai chục của giải nhì bắt đầu. Quay đều tay. Rồi, dán đời. Được công bố. Số 5. Rồi, thầy cô có số 5. Rồi, rồi, em cứ ghi rồi. Chúc em nộp cho ban tổ chức. Thấy chưa? Như vậy, giải nhì chúng ta có 57. Ai trúng 57 ghi vào từ từ để chung. Từ từ.
còn có thể chúng ta có thể trúng 3 giải đó ha, 3 giải em quay đều lên cái gì rồi. Rồi, được chưa? Ghi dùm cho anh là giải nhì số 57. Rồi, để xuống. Bây giờ chúng ta quay giải nhất. Để xuống, để xuống. Hai đứa con đứng luôn nha. Giải nhì, một giải 50.000 đồng. Từ từ đã, đồ chút nó trúng nữa đi chung. Không, từ từ. Bây giờ quay giải nhất. Giải nhất có hai chữ số. Giải nhất có 10 giải, mỗi giải 100.000 đồng. À, 100.000 đồng. Bây giờ chúng ta quay lần đầu tiên là hàng đơn vị. À, hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm. Chưa? Rồi, bây giờ. Bây giờ chúng ta quay hàng đơn vị. Hàng nhắc lại, giải đặc biệt có 3 số. Chúng ta quay 3 lần. Mỗi lần quay là có giá trị của hàng đó, hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm. Bây giờ lần quay đầu tiên dành cho hàng đơn vị. Bắt đầu. Quay tiếp, quay tiếp, quay tiếp, quay tiếp, quay tiếp, quay tiếp. Em cứ quay tiếp đi đâu. Ờ à, đấy, nó đi sáng báo. Ai bị lại đâu? Con mà bị đâu? Mốt quá rồi. Và giải hàng trăm của đặc biệt xin phép bắt đầu. Rồi, thầy tỉnh công bố. À, con số 6. Con 6. Từ từ, 640. Từ, rồi con cứ cầm lấy ghi tên nha. Chúc mừng bạn Duy Hàng đó. Có một giải đặc biệt 640. 640. Quá xuất sắc. Chụp hình cho mấy thầy cô. Rồi, những giải khuyến khích. Giải khuyến khích là giải chỉ sai một con số đầu. Chỉ sai một con số đầu của giải so với giải đặc biệt. Ai có giải khuyến khích cũng được. Sau một con số đầu chúng giải đặc biệt thôi nha. Ờ ừ, là 40. Những số nào có 40 là trúng khuyến khích 20.000. Xé rồi không có ghi nhận. Xé rồi không còn không được. Vé trúng là phải còn nguyên. Các con xé rồi ra là không có công nhận được chưa. Rồi từ từ để thầy được